Trên công trường đường vành đai 4 qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, những ngày này, đơn vị nhà thầu đang huy động nhân lực, thiết bị thi công xây dựng đường song hành với quyết tâm hoàn thành tuyến đường vượt tiến độ theo hợp đồng ký kết trước 6 tháng. Khắc phục khó khăn về tình hình thời tiết những ngày giáp Tết Nguyên đán, không khí lao động trên công trường đường vành đai 4 vẫn rất sôi động và khẩn trương hơn. Hiện nhà thầu huy động trên 100 nhân sự với hơn 50 đầu máy móc thiết bị chia làm 8 mũi để thi công các hạng mục theo kế hoạch. Tôi là ở Nghệ An, nói chung là làm khắp nơi rồi. Ngày Tết ấy, để sum họp mọi thứ là rất là muốn. Nhưng mà vì cái dự án này là trọng điểm quốc gia, hay nữa là cái tiêu chí của lãnh đạo công ty nhà em thì sẽ bọn em cũng sẽ đồng hành với lãnh đạo là sẽ làm xuyên Tết mọi thứ, xuyên Tết để đáp ứng cái tiến độ của dự án. Đến thời điểm này, đơn vị nhà thầu đã thi công đào nền được 4,5 trên 5,2 km có mặt bằng thi công, đắp cát được trên 120.000 mét khối. Với quyết tâm hoàn thành tuyến đường song hành đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên trước 6 tháng, công ty cổ phần Lizen đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thi công trong dịp Tết để đảm bảo mục tiêu đã đề ra. Đối với lại ngày Tết là ngày linh thiêng của tất cả mọi người, của người dân Việt Nam, tuy nhiên là với cái tính chất của cái công trình trọng điểm thì đơn vị cổ phần Lizen nếu trong trường hợp mà sắp xếp nguồn vật tư vật liệu có thể đáp ứng được thì đơn vị sẽ tích cực là tập trung nhân sự máy móc để tiến hành thi công trong dịp Tết Nguyên đán. Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành trên địa phận tỉnh Hưng Yên với mức đầu tư trên 1,5 nghìn tỷ đồng. Với quyết tâm trên, tin tưởng rằng dự án sẽ hoàn thành đưa vào khai thác theo đúng tiến độ đề ra.